bán này. Tiếp theo mọi người làm đến cái kế hoạch về chi phí nhân sự tiền lương. Chúng ta mở sang cái bảng có tên là HR Cost. Đối với chi phí về nhân sự tiền lương này, thì cái kết cấu bảng mọi người cũng thấy là tôi thiết kế theo cùng một góc nhìn. Là công ty của mình có những vị trí công việc nào thì nó thể hiện ở cái ô này. Là từ B8 cho đến E17. Bảo thế công ty em nhiều hơn vị trí thì sao? Cột này mọi người được phép thêm bảng. Được không ạ? Cột này mọi người được phép thêm bảng. Cứ thêm vào bao nhiêu dòng thì tùy ý. Đấy, nhưng đừng cắt dòng của tôi đi. Thế thôi. Bây giờ mã vị trí là cái gì? Ví dụ phòng kế toán, em có kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán sản xuất, có thủ quỹ, vậy là em có 5 vị trí. Đúng không ạ? Phòng kinh doanh em có trưởng phòng kinh doanh, có nhân viên kinh doanh, có sales admin và có chăm sóc khách hàng, ví dụ như vậy. À, thế thì em có 4 vị trí. Ban quản lý công ty em có giám đốc, có phó giám đốc, có trợ lý giám đốc. À, em có 3 vị trí. Cứ như vậy, đó trên nào. Thì có những vị trí nào thì em đặt cái mã vị trí ở đây. Thế thì sáng nay tôi có nói cái ý nó đồng bộ. Thế nào là đồng bộ? À, vì khi thiết kế hệ thống nhân sự mà không đồng bộ với tài chính, tức là không thiết lập mã vị trí công việc mà lại quản lý theo số người, thì các anh sẽ không có thông tin nạp vào đây. Cho nên đây là bước đầu của cái việc là thiết lập hệ thống nhân sự theo vị trí chứ không theo số người. Đó. Thì cụ thể, à, vị trí giám đốc. Được chưa? Phó giám đốc, kế toán trưởng. Nhiều chứ? Kế toán viên. Nếu không thì thế này, em định nghĩa rằng thôi kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán vật tư hàng hóa cũng đều là kế toán viên, thì em chỉ cần ghi đến kế toán viên, thế là đủ. Nhưng nó chỉ làm được điều đó khi cái mức thu nhập ta chi trả cho vị trí này nó tương đồng như nhau và tính chất công việc nó tương đối giống nhau. À, thế rồi bộ phận sale, ví dụ như là trưởng phòng kinh doanh, và thứ hai là sale, thứ ba là sales admin. Ví dụ thế. À, thế rồi có lại trưởng phòng mua, à, nhân viên mua, rồi nhân viên cái gì đó. Chúng ta cứ thế thêm bảng. Và đây là tên của vị trí. Nếu nhiều hơn số dòng này chúng ta cứ insert vô thôi. Nhá. Insert vô thì nhớ gì ạ? À? Định dạng lại cho nó giống với định dạng ở trên. Hoặc cách tốt nhất là chúng ta cứ kéo luôn từ trên xuống, thì nó khác ra là cái định dạng tương đối giống nhau. Định biên năm, nghĩa là vị trí này trong năm tới giám đốc duy trì 1 người, phó giám đốc 2 người, kế toán trưởng 1 người, kế toán viên 5 người. Hiểu không ạ? Phòng kinh doanh kiểu phòng kinh doanh 1 người, sale 12 đứa. Đấy. Thì cái cột này định biên này tức là gì ạ? Số lượng nhân sự được định biên trong năm. Với từng vị trí này họ sẽ đều có các khoản lương. Ví dụ như là lương ở đây là gì? Tôi nói là lương cơ bản đi. À, thế rồi là các khoản thưởng đi. Hay là tôi gì ạ? Tôi thêm vào đây lương doanh số, rồi là thưởng doanh số là riêng ra, thưởng chuyên cần, là phúc lợi, đào tạo, ăn ca, ăn trưa, có cái gì đó, có bao nhiêu khoản mục. Thì thực sự là cái phần chi phí nhân sự tiền lương này, nó ít khoản mục thôi, chứ nó không nhiều. Thì đây là các khoản mục chi phí, được chưa? Cụ thể, từng bộ phận một, thì đầu tiên là ban quản lý công ty đúng không? Sang cái sheet info, chúng ta lấy cái mã của cái vị trí kia vô đây, được chưa nào? Sang cái sheet info ở đây, chúng ta lấy. Thì có phải không ạ? À? Kinh doanh này, với lại sale này, với sale admin có phải ba vị trí này không? Là nó ở cái, chúng ta sẽ điền số liệu vào cái cột này đúng không? Vào cái cột của bộ phận bán hàng có đúng không ạ? À? À, điền vào chỗ này tương ứng. Thế thì đây lương tương ứng này. Thế rồi các bộ phận khác nữa, nó các cái chi phí khác nữa có thì nó sẽ ở đây. Thì giống sale hàng này thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đây là đãi ngộ của bộ phận bán hàng, lương chính nhưng của bộ phận bán hàng, thưởng KPI nhưng của bộ phận bán hàng, tiếp tục là của bộ phận khác. Thì khi cộng gộp tất cả các bộ phận vào thì nó sẽ ra được tổng số. Như vậy phát hiện ra một chỗ là ở đây nó không có cái cột, là cái cột tổng số. Thì
Khi không có cái cột tổng số này như thế này thì chúng ta có thể làm một việc là chúng ta gì ạ? Hoặc là sửa cái cột tỉ trọng này thành cột tổng số. Hai là chúng ta insert một cái cột vào. Được không ạ? Thì cái phần này là cái phần nó tương đối linh động nên là tôi không khóa gì cả. Các bạn cứ như vậy là các bạn thêm vào thôi. Bây giờ cụ thể này. Cụ thể này. Đây là phần tổng hợp dữ liệu thôi. Bây giờ cụ thể chi tiết từng vị trí một đây. Ban giám đốc, ban quản lý công ty có hai vị trí là giám đốc với phó giám đốc này. Thì cụ thể phải chi tiết luôn này, lương bao nhiêu, thưởng bao nhiêu, các khoản cụ thể là bao nhiêu. Thì các khoản cụ thể này nó là bao nhiêu này? Thì cộng dồn về cho tôi biết là một tháng thì ban quản lý ở vị trí giám đốc ngốn của tôi bao nhiêu? Ở vị trí sales admin ngốn của tôi là bao nhiêu? Thì là gì ạ? Nó chi tiết là các cái tháng. Thì hầu hết là cái phần dự báo lương này là cái phần dễ nhất. Đúng không nhỉ? Vì chúng ta có cơ cấu nhân sự rồi, chúng ta có quỹ lương được phê duyệt rồi, chúng ta có chính sách lương rồi thì chúng ta sẽ tính ra được chi phí nhân sự tiền lương. Thì nó cho phép chúng ta nhìn, đây là bắt đầu nhìn từ tổng quan. Khi người lãnh đạo người ta nhìn từ tổng quan trước. Khi nhìn tổng quan này thấy rồi người ta muốn biết, ồ tại sao cái chi phí bán hàng năm nay nó lớn thế này? Dạ thưa anh, nó ở dưới đấy, thì anh ta xuống dưới để anh ta nhìn. Được chưa nào? Ok. Đó. Thì sau khi có được cái bảng này rồi là bảng chi phí thứ hai. Ngoài ra các chi phí như là chi phí về khấu hao, chi phí về giá vốn thì thông thường doanh nghiệp đã đều có cái số tham chiếu của năm trước, đã có cái định mức chúng ta có thể tính ra được. Vì ông nào kinh doanh cũng biết rằng để sản xuất ra một cái bàn, ví dụ hết 800 ngàn tôi sẽ bán 1,2 triệu, là các ông có con số một cách tương đối rồi. Đấy, hoặc chúng ta căn cứ vào số liệu tích lũy của các năm trước, chúng ta tính ra xem là cái tỷ lệ giá vốn so với doanh thu của chúng ta một năm nó sẽ bằng bao nhiêu. Hoặc chúng ta chia theo ngành sản phẩm rồi thì chúng ta sẽ biết rằng là giá vốn của thiết bị ngành nước nó bằng bao nhiêu doanh thu của ngành nước. Ví dụ như thế. Hay là chi phí về khấu hao thì chúng ta đã có danh sách tài sản rồi, phải không ạ? Từng tháng một giá trị khấu hao bằng bao nhiêu chúng ta chắc chắn biết rồi. Tiếp tục, chúng ta nếu đã có định mức rồi chúng ta sẽ cho biết rằng là chi phí về tiếp khách khánh tiết hoặc là công tác phí một năm nó sẽ là bao nhiêu nữa. Để làm cơ sở chốc chúng ta quay lại, chúng ta làm cái bảng chi phí. Nhưng cái bảng tiếp theo tôi muốn giới thiệu với mọi người, nó cũng phát sinh chi phí. Đó là chi phí về truyền thông, quảng cáo, phục vụ cho công tác bán hàng. Thì để thực hiện được cái chi phí về truyền thông, quảng cáo, phục vụ cho công tác bán hàng, chúng ta có một cái bảng là tổng ngân sách của cái việc này là bao nhiêu, thực hiện ở kênh nào, với mục tiêu cần đạt được là gì, các yêu cầu kết quả cụ thể, chi tiết các việc cần phải làm. Từng việc như vậy ngân sách là bao nhiêu, bắt đầu từ khi nào và kết thúc từ khi nào. Tôi nói ví dụ nha. Kênh, ví dụ như là quảng cáo Google AdWords, các kết quả này, yêu cầu kết quả. Kết quả 1 thì phải cần phải có tối thiểu là bao nhiêu click. Đấy, bao nhiêu lead. Rồi bao nhiêu chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi. Đấy. Thế cụ thể ở đây là chiến dịch quảng cáo tìm kiếm. Thứ hai là chiến dịch quảng cáo hiển thị. Đại ý thế. Tức là chúng ta chia ra. Bảo chúng ta hai dòng nó không đủ thì thêm dòng vào. Được chưa? Rồi, ngân sách của cái việc này trong tổng cả năm thì chúng ta xem là ngân sách này. Tháng 1 việc này thực hiện bao nhiêu tiền? Tháng 2 bao nhiêu tiền? Chúng ta ghi con số ở các tháng này. Và ví dụ đây, tháng 1 của việc này tôi dùng là 5 triệu nhập số 5 vô. 5 triệu nhập số 5 thì chúng ta đồng thời chúng ta lập biểu đồ gain luôn. Đấy, chúng ta bôi màu vào đấy để chúng ta nhìn thấy rằng khi nó lập lên được cái bảng đằng sau này này, nó vừa có giá trị, nó vừa thể hiện là cái biểu đồ gain. Để biết rằng là các cái điểm về mặt thời gian chúng ta sẽ thực hiện. Đấy. Và bắt đầu thực hiện, tôi nói ví dụ như là từ tháng 1 cho nên làm hết tháng 6 cho tôi. Đấy. Thì có phải nếu như thế này tôi sẽ kéo đều đến tận đây đúng không? Đấy. Mỗi tháng 5 triệu. Mà không được, tháng 3, tháng 2 tình hình là tháng Tết thôi, tháng này đừng tiêu bằng không. Được không ạ? Đấy. Vậy thì ngân sách của cái đoạn này nó sẽ bằng cộng tất cả cái giá trị này lại. Được chưa? Được ra con số ở đây là ngân sách. Thì được một cái ngân sách này, sau khi chúng ta cộng tiếp toàn bộ cái ngân sách của phần màu xanh này, nó ra tổng ngân sách ở cái hoạt động này.
Và cứ như vậy, phòng kinh doanh hoặc marketing họ đề xuất có bao nhiêu loại hoạt động thì chúng ta cứ chi tiết ra đây, nào thì là ra mắt sản phẩm, nào thì tổ chức sự kiện, nào thì hội nghị khách hàng, vân vân, có bao nhiêu cái sự kiện để chúng ta chi tiết hóa nó ra đây, được chưa nào? Sau khi có được kế hoạch nhân sự, truyền thông, quảng cáo và dự kiến được cái giá vốn rồi, chúng ta quay trở về, chúng ta hoàn thiện cái bảng, nó gọi là bảng tổng chi phí. Bảng tổng chi phí này kết cấu của nó cũng giống như là bảng bán hàng. Tổng chi phí ở đây thì nó chỉ có giá vốn này, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác, chi phí thuế và chi phí dự phòng. Tại sao lại chỉ giới hạn thế này thôi? Vì giới hạn đến thế này, sau này chúng ta phân tích tỉ trọng của chi phí của từng cái loại khoản mục này, chúng ta mới nhìn ra cái xu thế và câu chuyện của nó. Kết cấu của nó cũng là, đây là tổng hợp các khoản mục chi phí lớn. Cột tiếp theo là phần trăm trên doanh thu kế hoạch. Nghĩa là nếu như công ty có thiết lập định mức là các khoản này không được vượt quá một tỷ lệ phần trăm nào đó của doanh thu, thì các bạn vui lòng nhập cái giá trị phần trăm. À xin lỗi, nó sẽ tự tính ra được cái giá trị phần trăm ở đây để các bạn so sánh với cái định mức mình ban hành, xem tôi lập cái kế hoạch chi phí này có bị vượt hay chưa. Tiếp theo, ví dụ đây là lập cho năm 2018, à xin lỗi, năm 2019 này, thì chúng ta sẽ nhập các số liệu tương ứng của các khoản này của năm 2018 để lát nữa nó sẽ so sánh giữa hai năm 2018 và 2019, được chưa nào? Cột kế tiếp là tỷ trọng của 2018. Cột kế tiếp là tỷ trọng của gì ạ? 2019. Tỷ trọng là sao? Tỷ trọng có nghĩa là giá trị của một loại chi phí này trên tổng chi phí bằng bao nhiêu phần trăm. Còn phần trăm trên doanh thu, tức là tỷ trọng trên doanh thu, là giá trị một khoản chi phí này so với tổng doanh thu thì bằng bao nhiêu phần trăm. Như vậy là cột tỷ trọng thì nó tính theo sự đóng góp của nó trong chi phí cục bộ. Còn phần này là nó so sánh với doanh thu. Vậy thì người quản trị, người ta cần các cái con số tỷ trọng này, chứ người ta không quan tâm nhiều đến giá trị tuyệt đối. Mọi người hình dung không nào? Rồi, còn giá trị tuyệt đối ở đây thì nó thể hiện là cột gì? Giá trị tuyệt đối à? Vậy thì việc của chúng ta bây giờ làm như sau này. Khoản mục chi tiết, ví dụ giá vốn thì có gì ạ? Giá vốn của thiết bị vệ sinh. Tiếp tục lại có giá vốn của gì ạ? Điện nước. Tiếp tục lại có giá vốn của gì ạ? Cái này nó lấy từ đâu sang các bạn? Nó lấy ở cái bảng đầu tiên chúng ta làm. Đây này, trong bảng info này, danh mục chi phí này, danh mục khoản mục chi phí này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ chuyển sang đây là từng khoản đây là một giá vốn, hai giá vốn, ba giá vốn, bốn giá vốn. Nhưng ở cấp độ công ty nó đều là giá vốn, đúng không? Thì chúng ta phải lấy ở cái cột C này này, là chúng ta ghép tất cả các giá vốn này vào thành giá vốn. À, như vậy là công ty có bốn khoản giá vốn, đúng không? Bốn khoản cùng nằm trong nhóm giá vốn, nhưng cụ thể là bốn nhóm vốn tương ứng với bốn sản phẩm. À, thế thì thuộc nhóm nào? Ok, cái này là thuộc nhóm thương mại, cái này cũng thuộc thương mại, nhưng cái này thì lại thuộc gì? Xây lắp điện nước. Cái này thuộc thương mại. À, thế còn mã hoạt động, cái này thuộc về gì ạ? Thiết bị vệ sinh. Cái này thuộc về gì? Đó, thuộc về ngành hàng nào ấy, hiểu chưa? Đấy, là chúng ta chỉ việc chọn vào thôi. Thế còn nếu như trong trường hợp chúng ta đặt các cái mã này mà nó có quy luật, gọi là mã mẹ, mã con, thì sau này ở các cái chỗ này chúng ta có quyền viết một cái công thức là nếu như cái mã này thể hiện như thế nào thì cái chỗ này sẽ nhận giá trị bằng bao nhiêu. Đó, kế tiếp là thuộc bộ phận nào thôi bỏ qua, được không? Nếu xác định được bộ phận đó thì tốt, còn không thì bỏ qua. Để làm gì? Sau này khi chúng ta muốn phân tích cái biểu đồ chi phí, hoặc là chúng ta muốn phân tích kinh doanh xem là cái tỷ lệ của từng loại như thế nó là bao nhiêu, bây giờ điều chỉnh cái gì, thì khi sau này giám đốc yêu cầu là em ơi, chi phí vượt quá rồi, các em cần phải thực hiện chương trình giảm phí, thì tôi mới biết là giảm ở đâu. Đó, rồi. Vậy và cứ như thế chúng ta chi tiết đến bao giờ hết chi phí thì thôi nhá. Chỗ này tôi cũng để cho vài trăm dòng. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra, thế nếu công ty em mà có 10 cửa hàng,
Em cần phải thiết lập toàn bộ cái này, 10 cửa hàng nó kinh doanh y chang như nhau. Em làm nào? Thì xin thưa là lúc đấy người ta sẽ bỏ chuyển cái mã này này. Cái chỗ này không phải là thương mại hoặc gì nữa mà là các cửa hàng đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thiết lập toàn bộ một danh mục các khoản chi phí này của một cửa hàng, tức là tất cả chỗ này đều thể hiện là của một cái cửa hàng. Xong lại lặp lại y chang như vậy ở các dòng kế tiếp là của cửa hàng thứ hai. Hiểu chưa nào? Thế bây giờ không phải cửa hàng mà nó là dự án đi. Em đơn vị xây lắp chuyên đi xây lắp dự án, thì có phải là em cũng thiết lập toàn bộ các chi phí này của một dự án, xong rồi em lại lặp lại toàn bộ cái dòng đó nhưng ở một dự án thứ hai. Thì cách nhập liệu là như thế nha. Sau khi nhập liệu rồi thì chúng ta phải tính này, nó tùy thuộc vào kế hoạch bán thì nó sẽ phát sinh ra từng tháng một chi phí sẽ là bao nhiêu. Các cột đây này, từ 1 ở đây là có 12 tháng, xong lại cộng dồn, cứ 3 tháng 1 thì nó cộng vào là 1 quý, và cuối cùng thì nó cộng ra con số của 5. Ở đây. Thế thì cái điều này nó mới nói rằng là sáng nay tôi bảo với mọi người là đừng nên nghĩ rằng một ngày các em có thể làm ra được. Các em thậm chí một ngày họp với phòng kinh doanh một cách căng thẳng mới ra được cái kế hoạch sale. Sau đó phải làm nguyên với lại phòng hành chính nhân sự một ngày để ra được cái kế hoạch hành chính nhân sự, tiền lương, vân vân. Nhưng khi làm kế hoạch rồi thì sau này cái người quản trị công ty và quản trị tài chính mới bước lên được một bước chuyên nghiệp. Đó là gì? Kế toán trưởng, lần này anh đi công tác một tuần, cái gì ngoài kế hoạch cấm ký? Một ký là em vi phạm, đúng không? Thì mới làm được chứ. Vì vai trò của kế toán trưởng là kiểm soát cái định mức đó, kiểm soát cái chi tiêu đó và kiểm soát cái hồ sơ của tính pháp lý đó. Chứ đừng bắt kế toán trưởng đi làm cái việc của kế toán viên. Cho nên từ cái đó cho nên là các doanh nghiệp khi triển khai hệ thống KPI chẳng hạn, đánh giá vị trí của kế toán trưởng, nào thì hoàn thiện hồ sơ chứng từ, nào thì bao nhiêu nghiệp vụ được thực hiện, xin thưa trượt hết. Kế toán trưởng chất lượng công việc quản cho tôi đúng 3 giá trị, 3 cái chỉ số. Chỉ số 1 này, anh đảm bảo cho tôi cái tỷ suất chi phí. Hai, anh đảm bảo cho tôi cái định mức của dòng tiền. Thứ ba là yêu cầu tuân thủ toàn diện trên toàn vi toàn công ty các định mức đã được ban hành hết. Thì đấy mới là chất lượng của kế toán trưởng chứ. Chất lượng của kế toán trưởng không phải là gì ạ? Hạch toán đúng số liệu, báo cáo đúng kỳ, đấy là chuyện của kế toán viên. Đấy cũng là một chỉ số, nhưng chỉ số đấy có tính chất quản lý công việc. Mà sau này chúng ta có duyên gặp lại trong cái phần mà thiết lập nhân sự, tôi sẽ nói. Đánh giá nhân sự phải đánh giá toàn diện dựa trên 3 nhóm chỉ tiêu. Nhóm thái độ, nhóm công việc và nhóm kết quả. Vậy kết quả của kế toán trưởng quản cho tôi đúng 3 chỉ tiêu. Kết quả kinh doanh cũng quản cho tôi đúng 3 chỉ tiêu thôi. Doanh số, tuân thủ chính sách giá và gì ạ? Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh mà doanh mang về. Có những đơn vị nó bán giá niêm yết thì nó không cần quản lý giá, thì nó quản lý thì tỷ lệ công nợ được phép theo chính sách tín dụng. Vậy là phải đo được chứ không phải nói một cái cụm từ chung chung. Và sau khi có được doanh thu rồi, có chi phí rồi thì nó sẽ tính cho chúng ta. Chúng ta sẽ phải tính chứ không phải nói tính. Tôi sẽ hướng dẫn từng bước một để các bạn tự động hóa hoàn toàn cái bộ file này. Nhưng trước mắt tôi phải có số liệu gì ạ? Thô đã ở các bảng chi tiết đã. Thì tôi mới hướng dẫn viết công thức ở cái bảng này. Ở cái bảng này là tự động khi chúng tôi thay đổi các cái, khi mọi người thay đổi các cái số liệu ở phần chi tiết này, nó sẽ phải tự động cập nhật vào cái bảng là doanh thu chi phí lợi nhuận ở đây. Lợi nhuận kinh doanh nhưng theo kế hoạch. Bảng thứ nhất là theo hoạt động đặc thù. Theo hoạt động đặc thù là cái gì? Thì chúng ta click vào số 2 trên góc trên bên phải để mọi người sẽ nhìn thấy này. Theo hoạt động đặc thù tức là theo hoạt động thương mại, hoặc theo hoạt động xây lắp, hoặc theo cơ sở, hoặc theo dự án. Nếu nhiều quá thì ẩn bớt cái này đi được không? Thứ hai, bảng thứ hai là theo gì ạ? Theo nhóm sản phẩm hoặc ngành hàng. Thì đây này. Nếu mọi người click vào số 1 thì nó ra bảng tổng hợp. Nhưng nếu chi tiết ra thì tôi sẽ cần phải biết là doanh thu chi phí lợi nhuận của thiết bị vệ sinh bao nhiêu, điện dân dụng bao nhiêu, thiết bị ngành nước bao nhiêu, xe lắp nước là bao nhiêu. Tức là nó tự động lấy kết quả từ bên kia ra. Đây là doanh thu được chưa? Đây là giá vốn. Tiếp theo lãi gộp của từng sản phẩm. Nó bằng bao nhiêu? Thế người ta mới phân tích được chứ. Rồi tiếp tục là gì? Đến gì ạ? Doanh thu tài chính chi phí bán hàng của từng loại. Ok. Rồi lợi nhuận kinh doanh. Cuối cùng là gì? Chi phí quản lý và ra được những cái lợi nhuận cuối cùng. Thêm nữa là công ty mình thường xuyên cho nợ khoảng thời gian bao nhiêu, tỷ lệ cho nợ bao nhiêu để nó tính được cái dòng tiền thu từ hoạt động này. Đấy.
Đấy, còn muốn xem tổng hợp đây, đầu tiên sếp cứ xem tổng hợp cái đã. Sếp muốn chi tiết, sếp click vào số 2. Như vậy nếu chúng ta in ra giấy thì chúng ta sẽ làm theo cách là gì ạ? Chúng ta in bảng tổng hợp này chúng ta đặt ở trang trên. Chúng ta in bảng chi tiết này chúng ta đặt ở các trang dưới cho người ta xem, ok. Thì đây thực chất chỉ là bảng kết quả sản xuất kinh doanh thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Đó, bước thứ 3. Sau khi có kết quả của doanh thu, chi phí, lợi nhuận rồi, bây giờ việc tiếp theo. Là chúng ta làm cái kế hoạch dòng tiền. Không nốt cái này được. Kế hoạch dòng tiền là cái gì? Kinh doanh là dòng tiền, dòng tiền là kinh doanh. Chừng nào quản được dòng tiền, công ty còn hoạt động tốt. Cho nên yêu cầu của lập kế hoạch dòng tiền là tại thời điểm cuối tháng và đầu tháng kế tiếp, công ty phải biết là trong tháng tới dự kiến tiền thu về sẽ là bao nhiêu. Trong đó tiền thu từ bán hàng bao nhiêu, tiền thu từ thu hồi công nợ bao nhiêu, tiền thu từ đi vay là bao nhiêu, tiền thu từ góp vốn là bao nhiêu, tiền thu từ các nguồn khác là bao nhiêu, rõ chưa? Tất cả các nguồn thu. Và tiền chi, chi lương bao nhiêu, chi trả nhà cung cấp bao nhiêu, chi ứng trước hợp đồng bao nhiêu, vân vân. Thì tôi đã chia cho từng mục ở đây rồi. Số dư đầu kỳ, tổng dòng tiền vào trong kỳ, tổng dòng tiền ra trong kỳ. Đối với cái bảng này, công thức đơn thuần của nó chỉ là cộng và trừ thôi. Cộng trừ nhân chia thì không có cái gì khác khó cả. Bây giờ là dòng tiền vào này, khoản thu 1 này. Ví dụ như là thu từ tiền bán hàng, thu từ công nợ phải thu, thu từ đi vay, thu từ góp thêm vốn, thu từ hợp tác kinh doanh, thu từ cái gì đó đi tiếp vào đây gọi là thu khác. Chúng ta sửa trực tiếp vào đây nha. À, thu từ bán hàng, thu tiền ngay, thu từ thu hồi nợ phải thu, tiếp theo thu từ vay ngân hàng. Bất kể là tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng, cứ cái gì cũng ghi vào đây. Và dưới này chúng ta cộng lại là tổng cộng dòng thu sẽ bằng bao nhiêu. Tiếp theo là dòng tiền ra. Tiền ra cho hoạt động. À, bây giờ phải chia ra nha. Tiền ra cho hoạt động tức là để duy trì cái hoạt động bình thường tối thiểu của công ty và văn phòng. Dòng kế tiếp là tiền ra trả cho nhà cung cấp. À, ví dụ như ứng trước này, cho nhà cung cấp này. Thanh toán ngay cho nhà cung cấp khi ký hợp đồng này. Trả nợ cho nhà cung cấp nhóm nào đó này. Đúng không ạ? Để chia ra, tiền cho nhà cung cấp là bao nhiêu? À, thế rồi tiếp tục là gì ạ? Tiền giao nhận, có liên quan đến giao nhận vận tải là bao nhiêu? Rồi tiền chi cho hành chính pháp lý là bao nhiêu? Tiếp tục tiền chi cho công tác phí di chuyển lưu trú của cán bộ công nhân viên là bao nhiêu? Tiền PR marketing là bao nhiêu thì lấy ở trong cái ngân sách, trong cái kế hoạch quảng cáo truyền thông vừa rồi lấy qua, được chưa? Tiền tài chính tín dụng là bao nhiêu, trả gốc bao nhiêu, trả lãi bao nhiêu? Được không? Tiền lương và bảo hiểm là bao nhiêu? Tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là bao nhiêu? Tiền đầu tư tài chính mang đi là bao nhiêu? Các khoản khác là cái gì bao nhiêu? Thì nó ở đây. À, thế thì để hoàn thành nốt được cái bảng này thì nó còn một cái bảng nữa, nó cũng liên quan. À, nó cũng liên quan. Đó là cái bảng mà invest. Đầu tư mua sắm mới, tài sản cố định và trang thiết bị làm việc. Bảng này kết cấu của nó giống hệt với bảng chi phí về nhân sự tiền lương, nhưng nó chia hơi khác thế này. Thứ nhất tôi nói về ý nghĩa của bảng này. Bảng này để cho tất cả các phòng ban bộ phận và nhân viên có ý thức chủ động xem công việc của mình, và công ty cũng chủ động hoạch định xem sang năm tới với kế hoạch bán, kế hoạch mua, kế hoạch sản xuất như thế thì tôi cần phải trang bị hệ thống gì, xây lại nhà kho nào, sửa lại văn phòng khi nào, mua những cái máy tính cho bộ phận nào, thì nó phải có cái hoạt động gọi là khảo sát, đánh giá lại toàn bộ năng lực công ty ở thời điểm cuối năm chứ, thì để đưa ra. Nhưng mà cái sợ nhất của doanh nghiệp là cái gì cũng thấy cần phải mua, và cứ thấy có tiền thì mua chứ không mua theo kế hoạch. Nó giống hệt như một thằng đi làm, lương thì cao nhưng tích lũy bằng không. Vì cứ thấy điện thoại mới thì mua điện thoại mới, mà thấy xe đẹp thì em đổi xe. Nó giống hệt tài chính cá nhân vậy. À. Thích, đúng rồi. Bệnh của sếp thì rất thích mua sắm. Thế nhưng tuy nhiên ở đây là thế này này. Nếu một khi người ta thay đổi được quan điểm,
nhờ việc nhìn vào một bản kế hoạch tài chính chi tiết và họ nhận ra rằng với bản kế hoạch này thì nó sẽ có lợi hơn cho hoạt động của công ty, còn lại tách ra thành cái quỹ ông mua sắm riêng cho các ông. Hay là tôi nói ví dụ như ở các công ty hiện nay, công ty nào cũng có phải có một cái quỹ riêng để cho sếp đi tiếp khách bất cứ lúc nào mà không cần phải báo quỹ. Tiền của ông ấy mà, đúng không ạ? Thế thì cách tốt nhất là ông để ra đấy vài trăm đút vào trong tủ ấy, hoặc là gì ạ, trong thẻ Visa cá nhân. Cứ thế, cứ hết hạn mức em lại bơm, được không? Hết hạn mức thì lại yêu cầu kế toán bơm. Đấy, bơm vô để cho chạy tiếp. Chứ cái sợ nhất này cũng là tiền. Thế bây giờ giám đốc bảo đằng nào chẳng là tiền công ty này, không ở két đó thì ở trong túi tao, việc gì mày phải lằng nhằng. Bảo anh ơi, em lằng nhằng là em giữ tiền cho anh đấy, chứ không anh thủng két có ngàn. Vì cái sợ nhất là em ơi, tiền hôm nay còn bao nhiêu ấy? Là còn 600 tiền mặt anh ơi. Và ngân hàng còn bao nhiêu? Vẫn còn 5 tỷ. Ờ, em ơi, có khi đưa đây 300, nay có việc. Xong ngày mai hướng lên cái là cái máy này hay quá, quất nó vậy. Nhưng quên mất rằng 5 ngày nữa, 7 ngày nữa đến kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp. Vì tiêu tiền nó sướng lắm. Cảm xúc mà. Đúng không ạ? Đấy. Thì quản trị chuyên nghiệp là người ta phải có kế hoạch. Và xin thưa rằng là chia sẻ thêm với các anh chị một chút. Ở các đơn vị của Honda thì thằng kế toán trưởng nó có ơ cao trong hệ thống phần mềm, mà chỉ có nó mới nắm giữ cái ơ cao đó về can thiệp tài chính, chứ giám đốc cũng không có quyền. Anh chỉ có quyền ra lệnh điều hành, cho nó tuyệt đối là không cho thằng giám đốc sờ vào hệ thống tài chính kế toán. Cho nên kế toán trưởng lúc đấy nó mới thực sự là quyền huynh thế huynh, đúng không ạ? Chứ mẹ của mình ở đây kế toán trưởng giám đốc nó riêng cho chết luôn. Nên là các anh mới khởi nghiệp sau này nhớ phải coi trọng kế toán trưởng nha. Yeah. Anh phải tạo ra một cái sự độc lập nhất định để làm gì? Thực chất người ta giữ hôn cho các anh. Này, anh có thể ký nhưng mà nếu mày phải kiểm soát, mày thấy sai mày phải cho dừng lại. Chứ không còn tao đi trước mày đi sau. Đấy. Rồi quay trở lại với cái bản kế hoạch về đầu tư mua sắm. Việc này một mặt là để tiêu tiền có chủ đích, có kế hoạch. Một mặt nữa là để cho các bộ phận không nhách một cái là thấy cần cái gì là nó vất lấy đề xuất cái đó. Mà bây giờ kế toán duyệt thì là kế toán sau này là nghe khách hàng nó chửi thì mày không trả nợ đúng không? Mà không thông qua cái việc đấy thì nhân viên trong các phòng khác đâu mấy con kế toán khó chịu. Vậy tốt nhất là hãy đưa ra thành kế hoạch đầu tư mua sắm, được không? Kết cấu của nó như sau. Đầu tiên, mục thứ nhất là cơ sở hạ tầng năm nay định sẽ làm gì? Máy móc thiết bị năm nay sẽ trang bị gì? Đồ dùng phương tiện quản lý năm nay sẽ làm gì? Công nghệ thông tin và phần mềm đầu tư những gì? Đầu tư vào dự án liên doanh liên kết và hoạt động khác sẽ là gì? Mua xe mua cộ ra gì? Thì từng khoản một, lượng là bao nhiêu, tổng giá trị dự kiến là bao nhiêu? Và tổng số bằng bao nhiêu? Tổng số bằng bao nhiêu đó chia thành các bộ phận thì nó chi dùng ở bộ phận nào? Dự kiến đầu tư cho phòng ban bộ phận nào sẽ là bằng bao nhiêu? Vậy với cái bảng trên này nó thể hiện được tổng quan, được chưa? Cụ thể hạ tầng, năm nay em làm phát thứ nhất này. Cái sàn văn phòng là hỏng rồi anh ơi, cần phải lát lại sàn gỗ. À, tiếp theo là gì ạ? Cái đường đi nội bộ xuống xích xưởng ấy, là bây giờ là xe điện nó không còn đi được nữa rồi, phải sửa. À, tiếp theo là cái gì? Máy móc thiết bị cụ thể là những máy gì? Ở đâu? Và nếu mua như thế này thì mọi người nhớ này, mua tại bộ phận nào? Tổng giá trị chưa thuế bằng bao nhiêu? Cả tiền thuế nó thì tổng thanh toán bằng bao nhiêu? Phát này đầu tư trả ngay hay công nợ bao nhiêu ngày? Hay công nợ, mà nếu công nợ thì bao nhiêu ngày để em biết em cân dòng tiền? Được chưa nào? Để ông ấy thấy rằng có đủ tiền hay không thấy thì mới mua. Nguồn lấy từ đâu? Nguồn lấy từ vốn góp. Anh ơi góp thêm nha, đầu tư nhà máy. Hay là tự tài trợ, có nghĩa là rút tiền từ hoạt động kinh doanh thông thường ra. Thứ ba là đi vay ngân hàng. Và thứ tư là nguồn khác là bố vợ nó cho. Ví dụ thế. Và cụ thể cái việc này làm từ tháng mấy đến tháng mấy, từng tháng một dự kiến được bao nhiêu tiền đó thật thì càng tốt nhập vào bên này. Nó vừa quản lý được con số, nó vừa tạo cho chúng ta một cái biểu đồ game để chúng ta nhìn thấy cái tiến độ triển khai. Để sau này trong các cái tháng khi bốc các cái con số này đưa về kế hoạch của hàng tháng thì sẽ biết rằng tháng này mày có được phép làm việc đó hay không mà đề xuất. Rõ chưa? Đấy, thì người ta cứ bảo là bây giờ doanh nghiệp thì phải phân cấp phân quyền, thì phải chia việc, phải tạo quyền lực cho anh em, giao quyền trao quyền, báo chí viết nhăn nhản, đài báo nói hàng ngày. Nhưng bây giờ thế nào là giao quyền? Giao quyền là bắt đầu từ các hệ thống chi tiết này.
Để thứ nhất mỗi một bộ phận phòng ban và con người trong công ty họ phải ý thức được rằng về mặt tài chính và chủ trương tháng này có được phép việc đó hay không, và nếu việc đó xong thì ai sẽ là người phê duyệt và phê duyệt dựa trên cái gì, chứ không phải là giao quyền là em ơi từ nay trở đi mày ký toàn bộ các hóa đơn bán hàng cho anh nhé, thế là cứ thế ký không cần biết giá trị bằng bao nhiêu, kế hoạch gì không, em ký toàn bộ các hóa đơn bán hàng cho anh nhưng trong kế hoạch bán đã được phê duyệt, được không, mày ký ngoài mày chết. Thứ hai, em ký toàn bộ các đơn hàng dưới mua hàng vào mà dưới 50 triệu cho anh, trưởng phòng mua cùng với kế toán trưởng hai đứa phối hợp với nhau ký tất cả những đơn hàng mua dưới 50 triệu, ký luôn đi, tài khoản chuyên chi cứ thế chuyển tiền, nhưng chỉ được ký trong kế hoạch của năm và tháng đã duyệt. Thì đấy gọi là hệ thống phân cấp tài chính, phân cấp quyền lực, chứ không phải bằng một cái văn bản hành chính từ nay cho thằng nào ký cái gì, rõ chưa? Vì đây chính là biện pháp quản trị ngược trở về cái sự rủi ro về mặt con số trong giao dịch tài chính để đạt được cái yêu cầu quản trị. Rồi. Thế nếu ai giỏi nữa thì dựa vào các cái biến động về tài sản, chi phí, doanh thu như thế này mà dựng được cái bảng cân đối kế toán đặt tóm tắt đặt vào đây nữa là hoàn hảo. Còn không thì thôi. Rồi. Thì đó là phần hướng dẫn trình tự và các bước để chúng ta thực hiện một bản kế hoạch tài chính kinh doanh cấp công ty trong thời kỳ 1 năm. Nhắc lại, bản này cần phải được thông qua tháng 12 của năm trước, nếu chậm nhất thì giữa tháng 1 năm sau. Vì nếu không các anh các chị cứ để ý đi, ăn xong Tết Nguyên Đán, chùa chiền lễ Phật xong ấy, là đến tháng 4 mới rục rịch đi lập kế hoạch của năm sau. Có đúng không? Cho nên 31 tháng 12 vẫn anh ơi cho em xin điều chỉnh kế hoạch là vì thế. Vì đến tận tháng 6 mới thông qua được. Có đúng không ạ? Thế thì nó hay có cái chuyện là các công ty Việt Nam hiện nay nó hơi hơi buồn cười. Là tháng 5, tháng 6 thì mới họp kế hoạch, xong bắt đầu là gì ạ? Tổng kết 5 năm, à 4 năm tháng đầu năm, suy ra các tháng kế tiếp nó sẽ là cái gì? Thế là gì ạ? Cái độ trễ về mặt thời gian, cái năng suất lao động nó vô cùng thấp. Thì đó là những thứ mà cần phải thay đổi. Sao cơ? Thôi Tết cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là nghỉ 5 ngày là cùng. Quất phát đến 10 ngày. Tự nhiên tôi... Thực ra nghỉ cũng được, chứ từ nhỡ sau này chúng ta nó giàu có rồi, lại chăm chỉ những người Nhật quá thì lại khổ, lại mất cân bằng. Đàn ông ra đường thì lơ ngơ, còn phụ nữ thì ghét đàn ông nó mệt ra. Làm thì làm, ra đường nhìn thấy nhau là mắt phải hao háo ấy cơ. Tôi cảm ơn mọi người, ta giải lao một chút.